Ngày 26 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã về thăm chúc Tết tại Hà Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong năm 2023. Đến thăm chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho cán bộ và nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi phấn khởi, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Cần Thơ lại háo hức, mừng vui khi được đón cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về cùng vui xuân. Năm nay, Tết quân dân được đơn vị và địa phương chuẩn bị chu đáo, ấm áp, nghĩa tình tại huyện Phong Điền. Đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo ban tổ chức, Tết quân dân năm nay được tổ chức hai đợt. Đợt 1, xuất quân thực hiện các công trình từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2023. Đợt 2 gồm các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 13 đến 16 tháng Chạp âm lịch, với nhiều nội dung phong phú như giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, thi gói bánh tét, trang trí trái cây nghệ thuật, biểu diễn võ thuật. Cùng với các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi của những ngày giáp Tết, ban tổ chức tập trung vào thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn. Được biết đây là năm thứ 18 lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ tổ chức Tết quân dân trên địa bàn đóng quân. Ngày 26 tháng 1 tại tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ 2024. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ 2024, dành tặng 450 phần quà, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, hỗ trợ vé xe 300.000 đồng và một túi quà trị giá 200.000 đồng cho 450 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón xuân vui tươi, ấm áp. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, hiện nay đã có nhiều đơn vị kêu gọi ủng hộ tặng quà cho thương bệnh binh, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật kém may mắn. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt Đức đã cùng hợp tác với các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quyên góp sản phẩm của đơn vị thành những phần quà Tết có ý nghĩa để trao cho thương bệnh binh, những người đã hy sinh một phần xương máu của mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay. Phần quà ý nghĩa đó còn được trao cho các cháu khuyết tật, hộ gia đình nghèo, góp phần cho họ có một cái Tết đầm ấm hơn. Những món quà tuy chưa thể làm cho cái Tết của mỗi gia đình thực sự đầy đủ, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm mà cộng đồng dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tết nhờ đó mà thêm ấm áp, trọn vẹn để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón năm mới an lành, hạnh phúc. Thông tin mới nhất liên quan đến các cá thể chuột túi được tìm thấy ở Cao Bằng. Mới đây các cán bộ thuộc Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi và hỗ trợ tài chính cho trung tâm. Theo chia sẻ của chuyên gia thuộc trung tâm, mặc dù hai con đã chết sau một thời gian ủ bệnh, hai con còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới. Đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã đến thăm trung tâm, đề nghị hỗ trợ tài chính để trung tâm tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với các nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết các rối loạn học tập ở trẻ ngày càng gia tăng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức, từ đó dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ rối loạn học tập.
Thống kê cho thấy, phổ biến nhất là rối loạn đọc, chiếm 80% những người được xác định có khuyết tật học tập, còn rối loạn tính toán thường xảy ra ở 5-8% trẻ. 53% trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học. Thực tế, các trường hợp bị rối loạn học tập đang có chiều hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Khi mà mình tập trung, tức là mình giảng bài cho con ở nhà đấy, kiểm tra học tập của con, mình tự nhiên thấy con khi đọc hay ngập ngừng này, hay đọc có vấn đề về cứ hay bỏ chữ, bỏ câu, bỏ từ chẳng hạn. Hoặc giả khi con tính toán thì hay bỏ tính phép tính hay bị xóa đi xóa lại này. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trẻ chỉ được phát hiện rối loạn học tập khi tới khám các tình trạng khác như trầm cảm, lo lắng, rối loạn về cảm xúc. Một trong những nguyên nhân mà có thể làm cho bố mẹ chủ quan, thứ ba là thờ ơ, và thứ tư là thôi coi thường, là thôi kệ, cho rằng là đến lớp một lớp này lớp kia nó sẽ đỡ, thì cái đấy cũng là một trong những quan điểm không đúng. Đáng nói, rối loạn học tập có thể để lại nhiều ảnh hưởng lâu dài. Ngoài lứa tuổi trẻ em thì có thể kéo dài đến lứa tuổi vị thành niên và thậm chí có thể gặp ở người trưởng thành, và có thể ảnh hưởng đến sau này thì những cái rối loạn khác nó có thể gọi là đồng bệnh lý thứ phát sau đó. Ví dụ như là những cái rối loạn được nội tâm hóa, ví dụ như các rối loạn về trầm cảm, các rối loạn về lo âu, các rối loạn liên quan đến stress. Các bậc phụ huynh cần quan sát con em mình, nếu thấy con gặp bất thường trong đọc, viết hay tính toán kéo dài thì nên đưa con đi khám để được can thiệp sớm. Thưa quý vị, táo quân luôn là chương trình được người dân quan tâm nhiều trong dịp Tết. Tuy nhiên, mọi thông tin về vé xem táo quân 2024 được rao bán trên mạng xã hội đều không chính xác. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bán vé xem táo quân. Hiện nay trên các nhóm diễn đàn trao đổi mua bán vé các sự kiện tại Hà Nội, vé xem táo quân 2024 luôn nằm trong danh sách đứng đầu vé được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, một số trường hợp người dân đã bị lừa tiền khi giao dịch mua vé táo quân 2024 trên mạng xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là yêu cầu chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc để giữ vé. Khi chưa thấy khách chuyển khoản, các đối tượng bán vé sẽ hối thúc rằng vé sắp hết và cần chuyển khoản ngay để lấy vé. Sau khi chuyển khoản thành công, người mua bị chặn và không thể liên lạc với đối tượng bán vé. Qua tìm hiểu được biết, hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về lịch diễn, địa điểm hay vé của buổi biểu diễn. Mọi thông tin về vé xem táo quân 2024 được giao bán trên mạng xã hội đều không chính xác. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn trên. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định. 36 tác phẩm về chủ đề Xuân Hà Nội được chọn lọc từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và dòng tranh dân gian Hàng Trống đã được giới thiệu tới công chúng trong triển lãm Xuân Hà Nội. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến với triển lãm Xuân Hà Nội, công chúng được trở lại với những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân thủ đô, đó là chợ hoa, đi chợ Tết, bày mâm ngũ quả, hiện lên rõ nét thông qua sự thể hiện của danh họa Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Đôn, Trần Lưu Hậu, được hòa mình vào thời khắc giao thừa thiêng liêng của Hà Nội xưa, được miêu tả sinh động qua các tác phẩm của danh họa Lê Quốc Lộc, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Việt Hải, hay cảm nhận được sự vui tươi của không khí đón xuân, du xuân, vãn cảnh, lễ chùa tại những địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, được tái hiện qua các tác phẩm Phố, Làng Hoa Ngọc Hà, Gò Đống Đa, Văn Miếu, Chùa Láng, Hội Đền Phù Đồng của các danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Nghĩa Duyệt, Nguyễn Trọng Kiệm. Trong không khí đón xuân vui tươi, triển lãm như một lời chúc đầy an lành, may mắn gửi tới công chúng trong năm mới. Triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại tầng 1 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 đã tổ chức triển lãm với chủ đề Đấu xảo nơi tinh hoa hội tụ để giới thiệu những tài liệu lưu trữ và hình ảnh quý về các hội đấu xảo tiêu biểu có sự tham gia của Việt Nam, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi. Đấu xảo là cách gọi cũ của hoạt động hội chợ triển lãm được tổ chức để giới thiệu và quảng bá các tác phẩm, sản phẩm hàng hóa, từ đó tạo cơ hội cho thị trường, thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế. Ở Việt Nam thời Pháp thuộc, hội đấu xảo được tổ chức thường xuyên tại Hà Nội và Sài Gòn. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia các hội đấu xảo thuộc địa hay đấu xảo quốc tế diễn ra tại các thành phố lớn của Pháp, Bỉ hay Mỹ. Từ các hội đấu xảo này, người Việt có dịp giới thiệu các hàng hóa đặc sắc, bản sắc và tinh hoa đến với thế giới. Triển lãm Đấu xảo nơi tinh hoa hội tụ, phác họa không gian các hội đấu xảo công chúng
được tiếp cận với nguồn tài liệu lưu trữ có giá trị về Việt Nam xưa qua hoạt động đấu xảo, tạo nên một không gian khám phá di sản ký ức phong phú. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào diễn ra diễn đàn du lịch ASEAN và hội chợ Travis 2024 với chủ đề Du lịch chất lượng và có trách nhiệm, bền vững tương lai ASEAN. Đây là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa các thành viên ASEAN trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN. Tại không gian chung của gian hàng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Nghệ An cùng các điểm đến Điện Biên, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tham gia trang trí, trưng bày nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh con người văn hóa điểm đến đại diện cho hình ảnh du lịch Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế trong và ngoài khu vực ASEAN. Hội chợ Du lịch Quốc tế ASEAN là một sự kiện thường niên tổ chức luân phiên giữa các quốc gia với quy mô lớn nhất trong khu vực ASEAN về ngành du lịch. Hội chợ thu hút sự tham dự của các cơ quan du lịch quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, khách sạn và các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài khu vực. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế sông nước, đặc biệt là dòng sông Sài Gòn chảy qua trung tâm thành phố. Vì thế, thời gian gần đây, nhiều du khách lựa chọn tuyến buýt sông từ quận 1 trải dài đến thành phố Thủ Đức để được trải nghiệm nhìn ngắm dòng sông toàn cảnh nhất với nhiều địa danh văn hóa lịch sử đi qua và màu sắc không gian đô thị đặc sắc. Buýt trên sông tại thành phố Hồ Chí Minh đang là dịch vụ di chuyển thu hút đông du khách trải nghiệm. Trong hành trình lên đên trên sông Sài Gòn, từ quận 1 trải dài đến thành phố Thủ Đức, du khách được tìm hiểu nhiều địa danh văn hóa lịch sử và màu sắc không gian đô thị đặc sắc như Bến Nhà Rồng, nơi gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vitexco, tòa nhà hình búp sen biểu tượng tại trung tâm thành phố, Landmark 81, top 20 tòa nhà cao nhất thế giới và một loạt công trình dọc hai bên bờ sông Sài Gòn. Sài Gòn Waterbus và Sài Gòn Watergo là hai loại hình buýt sông được du khách ưa chuộng khi được trải nghiệm ngắm bình minh và hoàng hôn trên sông Sài Gòn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Ở đây thì có music nè, có nhà có phục vụ tốt ha, không khí mát ha, cảnh đẹp ha. Nhờ sông nước nè, rồi gió hiu hiu nè, rồi cảnh đẹp nè, rồi nhạc rồi nè. Thật ra mình cảm thấy rất là lãng mạn. Mọi người xin hãy trải nghiệm cái Watergo này, rất là thú vị. Hành trình không chỉ là thưởng ngoạn vẻ đẹp hiền hòa của dòng sông, mà du khách còn lắng nghe dòng sông kể câu chuyện của chính mình và đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với lịch sử hơn 300 năm hình thành, phát triển. Giữa dòng sông này nè, bàn bạc, ngồn ngộn các cái yếu tố văn hóa, lịch sử, các cái cảnh quan xinh đẹp, thơ mộng, các cái niềm vui yêu thương đang ở xung quanh mình. Đó, bạn thấy đó. Cô gái trẻ đang chơi nhạc và những người khách họ đang nâng niu từng cái khoảnh khắc có ý nghĩa đó. Đó là giá trị mà chúng tôi đang cố gắng dựng xây. Khai triển những cái giá trị thật, những cái cảm xúc thật để trở thành những cái câu chuyện lan tỏa cho bất kỳ du khách nào khi họ chạm vào dòng sông. Với lợi thế có dòng sông Sài Gòn chạy quanh khu vực trung tâm thành phố, việc trải nghiệm ngắm cảnh sông Sài Gòn trên buýt sông 2 tầng là một trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt cho du khách mỗi khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Càng hấp dẫn hơn nữa khi chúng ta có thể thưởng ngoạn toàn cảnh sông Sài Gòn với một vẻ đẹp rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố hiện đại, năng động nhưng không kém phần gần gũi và nhẹ nhàng. Du lịch trên sông Sài Gòn với các đặc tính độc đáo và trải nghiệm mới lạ là sự lựa chọn của rất nhiều du khách mỗi dịp cuối tuần. Để không còn cảnh ồn ào, kẹt xe, khói bụi vốn có, nhiều người chọn cho mình một không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn, thả hồn mình ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố ở một góc độ mới mẻ hơn. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, các nhà xe đang gấp rút chuẩn bị tăng gấp đôi số chuyến để phục vụ hành khách. Nhiều hãng hàng không đã bán gần hết vé với giá vé sốt từng ngày. Theo phản ánh trên báo Tiền Phong, giá vé máy bay có thời điểm lên tới 10 triệu đồng một người khứ hồi, đắt ngang một tour du lịch Thái Lan trọn gói 4 ngày 3 đêm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến đạt 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm ngoái và tăng 21% so với lịch bay thường lệ.
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt mức kỷ lục 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,2% so với năm 2022. Năm 2024, ngành hàng rau quả đứng trước nhiều cơ hội bứt phá mới trong sản xuất và xuất khẩu với mục tiêu đạt kim ngạch khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ. Bài viết trên báo Nhân dân nhấn mạnh, rau quả Việt Nam hiện đang được xuất khẩu đi nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Vì vậy, khai thác tốt thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới, đồng thời phát huy hết thế mạnh của từng chủng loại rau quả là cơ sở để tăng cao kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này. Lúa gạo, ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Theo bài viết trên báo Lao động, những năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sản xuất lúa gạo, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu gạo đạt nhiều kỳ tích. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ, xây dựng một nền sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với con người và môi trường, góp phần tích cực vào ổn định an ninh lương thực thế giới luôn là mục tiêu chiến lược, là sự cam kết của ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Luật đất đai sửa đổi với nhiều điểm mới đột phá được các chuyên gia nhận định sẽ tạo dựng hành lang pháp lý hoàn thiện để giải quyết thủ tục cho các dự án đang dang dở, thúc đẩy phê duyệt dự án mới, bổ sung nguồn cung mới vào thị trường, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phục hồi và phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Hà Nội mới, điều mong mỏi lớn nhất của người dân là sớm có các văn bản hướng dẫn dưới luật, giúp cán bộ công chức nhà nước dám áp dụng, dễ áp dụng và không có kẽ hở để lợi dụng pháp luật, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2023 đang gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này đã qua được 1/3 thời gian nhưng mới chỉ hoàn thành được khoảng 3,5% mục tiêu. Ngoài vướng mắc về pháp lý, doanh nghiệp rất khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng để hoàn thành mục tiêu thì cần sự vào cuộc của cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Chỉ khi nhà nước có cơ chế thông thoáng thì doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư và chính sách vay vốn có tốt thì người dân mới tích cực mua nhà. Kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, đây là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều người lên kế hoạch du xuân. Theo ghi nhận trên báo Đại Đoàn Kết, dù kinh tế khó khăn nhưng với những chính sách kích cầu, thị trường du lịch Tết đang ấm lên với nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi được nhiều doanh nghiệp lữ hành triển khai. Tuy nhiên, theo dự báo, dịp Tết năm nay nhiều điểm đến sẽ rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, những thời điểm có lượng khách du lịch tăng cao đột biến sẽ khó tránh khỏi tình trạng ách tắc giao thông cục bộ, các cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng bị quá tải. Trường tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cách trung tâm xã hơn 15 km. Trường có 374 học sinh, trong đó có 91 học sinh ở bán trú. Những ngày Tết đang cận kề, các thầy cô giáo của trường chỉ mong các học sinh của mình có cái Tết được ăn ngon, đầm ấm. Thầy giáo Hoàng Ngọc Minh, hiệu trưởng nhà trường giải bày, do trường có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, nên từ hiệu trưởng, hiệu phó đến các thầy cô giáo ở đây đều có kỹ năng mềm là phải biết xin đủ thứ từ áo ấm, chăn gối đến từng đôi dép quyển vở cho học sinh. Dự kiến gần Tết, nhà trường sẽ tặng gia đình của 50 em học sinh khó khăn nhất một suất quà, nhưng hiện tại mới quyên góp được hơn 1 triệu đồng. Chẳng biết đến khi nghỉ Tết có đủ mua được quà cho học sinh hay không.